Trong năm 2020, giải Bắc King 3 được tiến hành bởi Hero Team và Mini World nhằm tìm ra vị vua Bắc Cua giỏi nhất. Giải đấu bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 năm 2020 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020 được livestream tại Nemo TV 600-2315. Ngoài các phần thưởng dành cho các tuyển thủ tham gia, Mini World còn tài trợ thêm code cho người xem livestream giải đấu. Những quà Mini World chưa bao giờ dễ đến thế. Và các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký thông qua link bên dưới phần mô tả để có cơ hội tranh tài của các pro Bắc Cua nhé. Anh ngẩn ngơ cứ ngơ, đó chỉ là giấc mơ. Có chắc đây là yêu? Trời mấy bạn ơi, bài mới của sếp nghe hay quá bạn ơi. Bạn nào đã nghe cái bài mới của sếp Sơn Tùng rồi, bạn nào nghe rồi nhớ bình luận cho mình biết nha. Hôm bữa mình mới nghe xong, đến bây giờ mình vẫn còn ghiền luôn nè các bạn ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quơ mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Vậy đi mọi người, vậy đi. Yeah! Đúng rồi, phải yeah lên hiểu không? Phải vui lên hiểu không? Đó, ok. Rồi, hôm nay nè các bạn ơi, mấy bạn có để ý đằng sau lưng của mình có gì không? Đây, mấy bạn thấy đằng sau lưng của mình có gì không? Xin giới thiệu với Sim và Sam. Đằng sau lưng của chúng ta chính là ba bức tượng màu trắng. Đó, thấy không? Nhìn đằng sau lưng nè, đây. Đây là ba bức tượng màu trắng. Và hôm nay Sim với Sam biết bọn mình sẽ làm gì không? Biết không? Đừng nói tôi là Bill nhân vật nghe. Bill cái gì mà Bill, người ta đã xây sẵn cho mình cái tượng rồi. Sam với Sim có biết cái trò mà người ta hay chơi ở ngoài cái hội chợ, người ta hay gọi là tô tượng á, biết không? Biết trò tô tượng không? Biết. Đúng rồi. Có cái bạn nào đã hay ra ngoài cái gì ta, người ta gọi là gì? Cái hội chợ á bạn. Mấy cái hội chợ á nó có mấy cái trò là tô tượng á bạn. Có nghĩa là người ta sẽ cho chúng ta những cái bức tượng á, sau chúng ta sẽ tô màu lên á. Có bạn nào đã chơi trò đó chưa? Bạn nào đã chơi rồi thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Đó, trò lúc nhỏ Phong rất là thích chơi luôn các bạn ơi. Đó, thì hôm nay nè, mình với Sim và Sam bọn mình sẽ cùng nhau chơi trò tô tượng nha anh em. Đó, bạn thấy không, ba bức tượng khổng lồ sau lưng nè. Không? Đúng rồi, mấy bạn coi nè, đằng sau lưng có ba bức tượng siêu to khổng lồ luôn. Hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau tô tượng nha bạn. Đó, ok, thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy, Simmy cùng với các thành viên của Hero Team đăng ký hội cho mọi người nha anh em. Ok, còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu gọi là chơi trò tô tượng thế nào anh em ơi. Đó, ok, nẹt bộ. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò tô tượng nha. Nhưng mà cái này nó không phải đơn giản là chỉ là cầm cây súng xong bắn tô vô đâu, mà chúng ta cần phải tô có chủ đề. Sim với Sam hiểu không? Hiểu không? Bọn mình phải tô có chủ đề hiểu không? Có nghĩa là ở đây nè, đây, ở chỗ này nè, tôi có chuẩn bị một cái máy. Và trong cái máy này nó có những cái con vật, và nhiệm vụ chúng ta là bấm cái nút này và nó hiện lên con vật nào thì chúng ta sẽ phải tô tượng hình con nhân vật đó. Ok, ngầu ok á. Rồi, để đó. tôi bấm trước nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bấm trước nha các bạn. Hy vọng mình sẽ ra con gì đó ngầu ngầu xíu để cho mình dễ tô. Tôi okay. Nghi ngờ ra con heo lắm á. Tôi đang nghi ngờ con heo gì mà con heo. Trời ơi, tôi sẽ không bao giờ ra con heo, tôi thề, không bao heo, giờ ra heo, con heo. Heo. Tôi sẽ không bao giờ ra con heo, tôi thề, không bao heo, giờ ra con heo. Heo. Yeah! Ôi xin ơi, yeah! Cái gì vậy trời? Sao tự nhiên? Ủa mấy bạn ơi, hình như mình đang bị ngải heo nó hành hay sao bạn ơi. Chơi game cũng bị gặp con heo nữa. Trời ơi trời, ở ngoài đời ăn riết cũng mập như heo luôn rồi bạn ơi. Trời ơi, tức quá bạn. Thấy chưa, tôi nói đúng không? Đó, con heo đáng ghét này. Cút đi, con heo đáng ghét. Ok. Ê, lo mà làm đúng nghe. Rồi, biết rồi bạn ơi. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mình sẽ là người gọi là tô hình người heo nha anh em đó. Tô tượng người heo, ok rồi, không sao. Ủa sao tôi nghe người heo, sao nghe giống tôi quá ta. Ôi, cậy đi, cậy đi. Phong cần người heo đó thì không, để tôi nè. Tào lao. Rồi ok, bây giờ tôi chọn cái bức tượng ở giữa nha. Cái bức tượng không, ở giữa là tôi. Tôi ở giữa, tôi ở giữa. Không, tôi xí rồi, ở giữa rồi. Bà không được xí của tôi, ok. Ê Phong, bây giờ tôi cho ông cách này dễ hơn là dễ dẫn thẳng. Sao? Mày biết sao không? Sao? Bây giờ ông biêu người heo đúng không? Tôi biêu người heo. Thì tha sao không? Bây giờ ông biêu ông đi, ông cũng dùng heo mà, ông biêu ông đi. Tôi bắn bà chết đâu. Ý bà là gì? Ý bà là tôi giống heo đúng không? Đồ vô duyên các bạn ơi. Các bạn ơi, Sammy lúc nào cũng chọc mình, kêu mình giống heo hết, trong khi mình thấy mình rất là đẹp trai chứ mình có giống heo đâu đúng không bạn? Cứ kêu mình giống heo, bực bội gì đâu luôn á. Ok. Rồi bây giờ thôi, bây giờ mình sẽ gọi là tô con người heo nha bạn. Ok. Thì trước tiên á thì mình sẽ vào đây nè, mình lấy cho mình cái trứng. Ok, cái trứng đây. Đây cái trứng này. Sau đó thì mình sẽ chọn màu hồng đi. Màu này đi cho nó đẹp nè. Được không ta? Ôi màu này đậm không ta? Hình như màu này nó hơi đậm rồi, màu khác đi. Đây, màu hồng này được nè bạn. Đó, mình sẽ sử dụng cái màu hồng này. Sau đó là mình chọi vô người con heo nha. Đó, chọi vô để tô hết cái người con này thành màu hồng luôn bạn ơi. Ok, thì cái này mình thấy là sẽ hơi mất thời gian chút xíu, cho nên mình sẽ tô nhanh nha.
1 hour later. Ê Sim ơi, Sim làm gì vậy Sim? Ơi cái trò này là chúng ta là phải tô nha, chứ không được say nha. Sim đã phạm luật, không được. Không được say. Sao? Đâu để coi coi. À cái mầm cây bạn ơi, Simmy gọi là say cái gì cũng phải có cái mầm cây trên đầu hết. Thôi kệ đi bạn ơi, coi như là mình gọi là mình cho Simmy gọi là được say lần này đi, tại vì Simmy có một cái đặc điểm đó chính là say bất cứ con gì cũng phải có cái mầm cây ở trên đầu. Kỵ ta sẽ lúc nào cũng say mầm cây trên đầu ta kỵ nha. Thôi kệ đi. Ok, mình tiếp tục gọi là mình tô màu cho con heo của mình đây. Ok bạn ơi, mình tô thêm cái phần đầu nữa là xong rồi bạn ơi. Rồi, ok. Cuối cùng thì mình cũng đã gọi là sơn xong toàn bộ người của con heo của mình rồi. Bạn thấy không? Đó, con heo của mình bây giờ từ màu trắng nó biến thành màu hồng luôn các bạn ơi. Đó, nhưng mà nó chưa có mắt mũi miệng hay gì hết. Bây giờ mình sẽ tô mắt mũi miệng cho nó nè. Đầu tiên sẽ là con mắt thì mình sẽ chọn màu đen nha. Ok, mình chọn màu đen nè. Con mắt của nó mình sẽ tô thế nào ta? À, đúng rồi bạn ơi, mình mới có một cái ý này. Con heo thì thường thường nhìn nó rất là bựa, cho nên là mình sẽ tô cho nó thật là bựa nha anh em. Đó, mình sẽ cho nó một cái con mắt to tròn y hệt như con nhân vật trong Minecraft của mình luôn bạn ơi. Đó, con mắt to tròn tròn nha. Ok, mình sẽ tô như thế này nè. Đó, tròn do luôn bạn ơi, đôi mắt tròn do luôn bạn ơi. Người ta gọi đây là đôi mắt bồ câu tròn do đó bạn. Ok, sau đó mình sẽ chọn màu đen nè. Đó, sau đó mình sẽ chấm ở trên đây một chấm, rồi chấm dưới đây một chấm mấy bạn ơi. Đó, thấy không? Đây người ta gọi là đôi mắt lé đó bạn. À không, nhầm lộn. Cái này người ta gọi là đôi mắt gọi là thiên thần bạn thấy không? Một con nhìn lên trên, con nhìn xuống dưới đó, nhìn giống thiên thần đó bạn. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh tiếp nha, mình sẽ cho nó cái mũi nè. Thì cái mũi mình sẽ chọn cái màu đậm đậm xíu. Mình sẽ chọn màu này đi. Màu này hình như nó không giống cái mũi lắm, màu này nó hơi đỏ. Nó hơi đỏ, nhìn giống con heo nó bị chảy máu mũi các bạn, cho nên không được, mình sẽ đổi màu khác. Ok. Màu này mình nghĩ hợp hơn nè. Rồi mình sẽ tô xuống đây thế này. Tô qua đây. Đó, một cái mũi cho nó nha bạn, một cái mũi thật là to. Đó, ok. Rồi sau đó mình sẽ lấy hai dấu chấm nè. Mình chấm ở đây. Đó, thấy không? Như vậy là chúng ta đã xong được con heo nữa bạn ơi. Đó, thấy không? Một con heo với mũi rất là to nè, với lại cái hai đôi mắt tròn xoe thiên thần các bạn ơi. Nhìn rất là cute luôn. Rồi ok. À mà khoan, hình như đôi mắt này nhìn nó lé lé, nhìn cũng tội nữa quá. Thôi khỏi đi. Mình nhìn thấy nó lé lé mình thấy mệt quá. Cho nên thôi mình sẽ vẽ cho nó ở hai chấm giữa vậy đi. Đó. Đó thấy không? Nhìn như vậy thì nó đẹp hơn bạn ơi. Nhìn vậy thì nó dễ thương hơn. Đó, nhìn rất là dễ thương luôn nha. Ok. Tiếp theo nữa là cái miệng, mình sẽ vẽ nó cái miệng nha. Thì cái miệng mình sẽ chọn màu đỏ đi. Nhìn cho nó giống như là nó đang tô son các bạn ơi. Đó, nhìn cho nó giống như là nó đang tô son các bạn hiểu không? Đó, màu đỏ. Ok. Trời ơi, cực kỳ xịn luôn. Đó, thấy không? Một bé heo với khuôn mặt rất là đáng yêu. Môi thì còn tô son nữa, nhìn rất là cute luôn. Ok. Hey, tiếp theo mình nên vẽ thêm cái gì ở trên người nữa đây ta? À, đúng rồi, mình có một ý tưởng nè bạn ơi. Đây, mình sẽ vẽ ước mơ của mình nha bạn. Đây, mình sẽ vẽ một cái ước mơ của mình bấy lâu nay mà mình vẫn chưa thực hiện được bạn ơi. Mình sẽ vẽ xong thì mấy bạn sẽ biết mình ước mơ cái gì nha. Đây, đầu tiên mình sẽ vẽ xuống như thế này nè. Đó, vẽ xuống dưới đây như thế này. Vẽ qua như thế này. Đó, ok. Mình sẽ cho bạn biết ước mơ của mình là gì nha bạn. Mình sẽ vẽ cho bạn xem ước mơ của mình là gì nè. Rồi sau đó chọn một cái màu gọi là lợt hơn. Chấm ở đây chấm. Chấm ở đây chấm. Bên đây cũng chấm vài chấm luôn. Đó. Ok. Rồi. Xong. Mấy bạn có đoán ra được ước mơ của mình là gì chưa? Đây, xin hiểu bạn. Đây chính là bé heo 6 múi bạn ơi. Đó. Bé heo 6 múi nha bạn. Bạn thấy ghê chưa? Đó, bé heo có đến tận 6 múi luôn bạn ơi. Đó. Cực kỳ xịn luôn nha. 1 múi nè, 2 múi, 3 múi, 4 múi, 5 múi, 6 múi luôn. Đó thấy không? Đây chính là ước mơ của mình đó bạn ơi. Mình ước mơ mình được 6 múi nhưng mà riết rồi chưa bao giờ mình được 6 múi hết bạn ơi. Có lẽ mình sẽ cố gắng nhiều hơn để được 6 múi bạn ạ. Ok. Rồi, tiếp theo nữa, mình sẽ vẽ cho bé heo của mình thiếu gì nữa không ta? Cái người thì có được 6 múi nè. Còn bên dưới mình nghĩ rằng mình sẽ vẽ cho bé heo một cái quần các bạn ơi. Đúng rồi, vẽ bé heo cái quần đi. Mình sẽ chọn màu đỏ nè. Đó, bình thường gọi là Superman thường hay mặc một cái quần xịp màu đỏ. Cho nên mình sẽ vẽ cho con bé heo của mình một cái quần màu đỏ để cho nó làm Superman luôn bạn ơi. Đó, hợp lý không? Hợp lý vãi nồi. Ok. Đó, thấy không? Superman bé heo. Ok bạn ơi. Mình đã vẽ xong con heo của mình rồi. Xin giới thiệu bạn. Ôi ơi, siêu nhân heo. Đây chính là Superman bé heo các bạn ơi. Đó, bạn thấy xịn chưa? 6 múi, mặt cực kỳ đẹp trai và có thêm cái quần xịp màu đỏ. Đó, đây chính là bé heo Superman. Xịn chưa? Trời ơi, hai con nhân vật của bà làm sao mà đẹp bằng con Superman heo của tôi được. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua mọi người nha. Đầu tiên sẽ là mèo Simmy.
Ok, để coi Simmy bạn gì đây. Đồn luôn á. Trời ơi trời. Ồ, đây chính là bé gà đó bạn ơi. Ồ, bé gà có một cái mầm cây ở trên đầu bạn ơi. Đó. Nói chung thì nhìn cũng cute, cũng đáng yêu đó. Có hai cái má hồng hồng nè, nhìn rất là dễ thương luôn. Nhưng mà Sim tô vậy mấy Sim không cần tô màu rồi, ông Sim chỉ cần thêm màu thôi. Ai mệt chứ tụi mình. Thì cứ kệ đi, để cho mấy bạn fan chấm điểm, hiểu không? Ok, rồi. Tiếp theo nữa sẽ là Sammy. Sammy thì Sammy đang vẽ một con gấu trúc. Ủa mà sao tôi nhìn cái con gấu trúc này tôi không thấy con mắt của nó đâu hết thì sao? Mắt nè, ông thấy không? Long lanh, long lanh, long lanh, ảnh đại dương do thì giữa hàng mắt nè. Trời ơi, tôi không thấy được mắt của nó đâu luôn, tôi tưởng nó đang đeo kính chứ. Tôi tưởng nó đang đeo kính chứ, trời ơi trời. Ok, còn đây là mấy cái tay và mấy cái chân của nó. À, mình hiểu rồi bạn ơi. Con gấu trúc này, nó đi tắm trắng. Nhưng nó chỉ tắm có cái mình, có một mình cái mình đó thôi. Còn cái tay, cái chân nó không tắm, cho nên cái tay, cái chân nó đang thui đó. Còn cái mình nó trắng, hiểu không? Đó, đi nó đi tắm trắng. Ông thấy nó gặp gì không? Ông biết nó gặp gì không? Ngậm gì? À, đó, gặp ống tre, thấy chưa? Ống tre. Nezuko. Gấu trúc Nezuko bạn ơi, đó. Hợp lý không? Con gấu trúc. Con gấu trúc đây đang ngậm cái ống tre bạn ơi. Người ta gọi cái này là Nezuko gấu trúc. Đó, thấy xịn không? Ok. Rồi, ở bên đây thì mình đang có gọi là một bé heo bạn ơi. Bé heo, ba cô bé heo siêu nhân sáu múi bạn ơi. Đó, thấy cực kỳ xịn không? Mình tự tin, mình tự tin nói rằng bé heo của mình là đẹp nhất, xịn nhất và mạnh mẽ nhất. Mày thấy không? Đó, cực kỳ mạnh mẽ quần luôn. Xịp đỏ mà đúng không? Nhìn đúng rồi. Xịp đỏ, biết mạnh mẽ liền. Đó. Mặc quần xịp đỏ là biết Superman liền, có sáu múi nè. Rồi cái khuôn mặt cực kỳ đẹp trai luôn. Bé heo của mình có thể nói là xịn nhất. Đẹp okay. Trai trang phong luôn nha. Đó. Ừ. Đẹp trai y hệt tôi luôn chứ còn gì nữa đúng không bạn? Đó, ok. Thì ok bạn ơi. Rồi, ok bạn ơi. Thì trong ba bức tượng này nè, đầu tiên chính là gấu trúc Nezuko, tiếp theo nữa là heo Superman, tiếp theo nữa là bé gà Cute. Thì bạn thấy gọi là ba bức tượng này, bức tượng nào là bức tượng đẹp nhất, bựa nhất và xịn nhất? Thì bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha. Nếu bạn thấy bức tượng của mình là đẹp nhất thì bạn hãy sạc hashtag Phong Cận TV. Nếu bạn thấy bức tượng của Simmy là đẹp nhất thì bạn hãy sạc hashtag Mèo Simmy nhé bạn. Còn nếu các bạn thấy gọi là bức tượng của Sammy là đẹp nhất thì bạn hãy sạc hashtag Sammy Đào. Ok. Đó thì mình sẽ gọi là xem coi người nào được bình luận nhiều nhất thì mình sẽ gọi là chọn người đó cho phần thi đấu tiếp theo nha. Và bạn muốn lần thi đấu tiếp theo bọn mình sẽ vẽ, bọn mình sẽ tô tượng con nhân vật gì tiếp theo thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha anh em. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ vào nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Mèo Simmy, Sammy Đào cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, bye, bye. Yêu anh em phải nồi. Tạm biệt. Siêu nhân heo Superman tiến lên. Heo Superman sẽ giành chiến thắng. Ta-da.